trời. Mình giấy tờ đủ hoặc sao ta? Anh vi phạm nồng độ cồn đó, anh lái xe là không có cồn đó anh. Anh uống bia là không được rồi đó. Là vi phạm đó anh. Mà vi phạm mà bị phạt thôi chứ sao giam xe được ta? Để giữ xe chứ anh say sao cho anh đi xe về được, nó nguy hiểm lắm. Uống cớ bên đây nè. Tại mình chạy quẹo đây thôi. Nghe gần đây không anh? Gần. Ở đâu? Quận 3. Giờ gì quận 3? Đó quận 3 đi đường nãy. Không, chạy ngược chiều thôi. Sao mà anh không đi cái xe Grab hay gì về cho nó an toàn, anh phải đi xe này. Grab cũng mở đâu mà đi. Hồi đó giờ đi Grab không, nhưng mà giờ Grab không mở sao đi. Giờ lấy xe về. Thank you.
hỏi. Ủa không giấy xe hả? Ngay giao lộ hả? Cho lên không? Hỏi. Có cồn nha em. Nhiều em đi quay lên nha. Xuống phòng dưới vào phòng đó. Có cái xe tải chết máy á, cầm tay em đây. Giờ em muốn hai ba lô gì đó trong mùa tại anh em không có chạy xe qua kia đứng đây cho rộng có uống xong rồi chạy lên đốt uống nhiều rồi anh có biết là bị xử phạt không uống nay rồi bị xử phạt không sao biết tại em lên em đốt anh em dùm mong anh gì á cho nên là mấy ông anh chơi em uống một hai lô nha tự nhiên xử phạt đây rồi xe rồi giờ xe anh xe thu xe bị giam lại rồi như thế nào phương tiện đâu mình di chuyển xin làm dạ thì nói chung là em cũng không phải là có tình em muốn nhưng mà chạy kiểu như là ông anh ông chơi xong rồi ông bỏ vé ông kêu em chạy lên đốt ông dùng ông gì á mấy ông anh cũng kêu mời em muốn mấy lon một hai lon gì đó em muốn rồi thôi cho em không muốn nhiều em muốn hai ba lon gì đó thôi em không muốn nhiều thì anh đó được mấy anh dạ em ở dưới cầu Phú Mỹ xíu à dạ tôi biết là những xe máy là con đường biên mà dạ thì em cũng biết nhưng mà tại ông anh cũng gặp uống nhiều á xong rồi ông kia ông mệt ông không chạy nổi cái nhờ em chạy lên em đón gì à xong rồi gặp mấy ông anh ông mời vô uống một hai lon rồi đó em biết vậy thôi thì kiểu như cả hai anh em đều uống luôn hả? Dạ nói chung là anh em cũng uống nhiều rồi thì em cũng lên em đón ảnh về thôi em uống hai lon giao lưu mấy anh em ở đó vậy đó chứ không phải là mình làm công việc gì vậy? Dạ em làm bên hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm đó. Thank you.
đây em chở lên thái này, chở lên cái đăng ký xe cái chứng minh, rồi em tính báo anh cơ quan anh phạt. Không có được, nói anh là còn. Thank you.